Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 313. Sợ chứ, đương nhiên là tôi sợ rồi, nhưng tôi sợ nghèo hơn, sợ yếu hơn, nghèo khánh không quyền không thế mới là thứ khiến tôi sợ hãi nhất. Khánh dùng mỉm cười đáp lại, ông muốn gì? Ông ta đàng hoàng hít sâu một hơi hỏi ra, tất cả mọi thứ của cổ phái. Khánh dùng nheo mắt cười nói, tôi cũng cài cắm tay mắt ở hồ Ám Long. Người của tôi nói lúc ông bỏ chạy đã nói nếu ai có thể cứu ông sẽ cho người đó tất cả truyền thừa của cổ phái. Câu nói này là thật hay giả vậy? Việc này, công tên Hoàng trầm mặc. Đằng sau trang viên này có một chiếc máy bay trực thăng tư nhân có thể bay thẳng đến sân bay. Ở sân bay cũng có quyền bay tư nhân của tôi. Nếu ông đồng ý, tôi đảm bảo mấy tiếng sau ông sẽ xuất hiện ở một hòn đảo tư nhân tận Thái Bình Dương. Phải đảm chắc chắn sẽ không thể từ đó được. Ở đó ông sẽ được an toàn tuyệt đối. Khánh Dung cười nói, nếu tôi không đồng ý thì sao? Công tôn Hoàng đanh giọng hỏi, thế thì tôi sẽ càng dễ xử lý hơn. Nhào Khánh chúng tôi bắt được kẻ thù giúp Thành Lâm, chúng tôi chỉ cần nộp ông cho cậu ta thì sẽ lập công lớn. Thành Lâm sẽ thưởng lớn cho chúng tôi, tuy lợi ích không bằng truyền thừa của cổ phái, nhưng dù gì chúng tôi cũng lời, ông không thấy sao? Khánh Dung lão hồ ly xảo quyệt này. Công tôn đại hoàng lạnh lùng nói, tôi chỉ là một thương nhân mà thôi. Đi thôi, tôi sẽ giao lại toàn bộ truyền thừa cổ phái cho ông. Ông hãy đưa tôi đi ngay đi, không vấn đề gì ông công tôn. Một chiếc taxi dừng trước một trang viên xa hoa. Thưa anh, để đến nơi rồi. Tài xế ở hàng ghế phía trước ngoảnh lại cười nói, là mình lấy hai tờ tiền trong túi áo ra đưa cho tài xế, sau đó nhanh nhẹn xuống xe. Cổng trang viên có hai bảo vệ mặc vest màu đen và một quản gia mặc áo bào màu nâu. Quản gia còn rất trẻ, đeo kính, đôi mắt dưới cặp kính lóe lên tia sáng. Nhìn thấy Lâm Minh, quản gia vội chạy bước nhỏ ra. Chủ tịch Lâm, sao anh lại đến đây? Cũng chẳng gọi điện thoại trước, để cho tôi báo gia chủ chuẩn bị. Nào nào nào, anh đi chậm thôi. Quản gia chào hỏi rất nhiệt tình. Công tôn đại hoàng đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, ai ai cơ? Quản gia sửng sốt. Công tôn đại hoàng. Lâm Minh quay sang nhìn anh ta chậm chậm. Quản gia đờn mặt ra tỏ vẻ khó hiểu. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu anh nói gì cả. Công tôn đại hoàng gì chứ, tôi không biết. Lâm Minh đánh giá anh ta một lượt rồi sải bước đi vào bên trong. Gọi gia chủ của anh đến gặp tôi. Vâng vâng vâng. Quản gia vội vàng chạy đi. Lâm Minh tìm một lượt ở nhà họ Khánh nhưng không thấy bóng dáng công tôn đại hoàng đâu. Khi đi tới bãi đổ máy bay ở phía sau trang viên, anh bước tới mấy bước sờ vị trí động cơ mấy cái, lông mày bỗng nhíu lại. Chủ tịch Lâm, sao bỗng dưng cậu lại đến đây thế, làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Khánh Dung chạy bước nhỏ tới, dáng vẻ hoảng hốt, vội vàng cúi người khom lưng với Lâm Minh, sau đó quay sang nói với quản gia, mau đi gọi hết mọi người trong nhà lại đây, bảo nhà bếp chuẩn bị ngay cơm ngon rượu ngọt để tế trần cho chủ tịch Lâm. Vâng gia chủ. Quản gia gật đầu rồi chạy đi. Không cần đâu Khánh Dung, chắc hẳn ông cũng biết mục đích tôi đến đây để làm gì. Lâm Minh bình thản nhìn ông ta, mục đích sao? Khánh Dung ngớ người ra kỳ quái hỏi, chủ tịch Lâm cậu đến đây có chuyện gì sao? Công tôn đại hoàng ở đâu? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Công tôn đại hoàng, chủ tịch Lâm tôi không biết. Chiếc máy bay trực thăng này vừa mới dùng đúng không? Động cơ vẫn còn nóng, nếu tôi đoán không nhầm thì chắc là nó vừa bay một chuyến đến sân bay đúng không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Khánh Dung sửng sốt mỉm cười đáp lại, chủ tịch Lâm quả nhiên lợi hại, chiếc trực thăng này quả thực mới bay đến sân bay, thế nhưng là tôi bảo quản gia đi đón người thôi, không phải là đưa công tôn hoàng đi sao? Chủ tịch Lâm nói gì vậy chứ, tôi không biết công tôn hoàng là ai nữa mà đưa với đó. Khánh Dung, chúng ta đều là người thông minh, nhờ Khánh các ông là ông trùm Tây Nam cát cứ ở đây không biết bao nhiêu năm, thâm canh cố đế, thế lực lớn mạnh, thậm chí một số việc của Dương Hoa cũng phải dựa vào các ông. Tôi biết ông có dạ tâm rất lớn, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, hôm nay là ân oán giữa tôi và cổ phái. Tôi không muốn có người khác nhúng tay vào, lại càng không muốn có người của tôi nhúng tay. Tôi cho ông một cơ hội, nếu bây giờ ông ngoan ngoãn nói thật với tôi, thì chuyện này vẫn có thể cứu vãn, nếu không, ông sẽ phải hối hận cả đời đó. Lâm Minh lạnh lùng nói ra, việc này, chủ tịch Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cậu lại nói những lời như vậy chứ? Nhà Khánh chúng tôi có điều gì chậm trễ với cậu sao? Nếu vậy thì tại đây Khánh Dung xin gửi lời xin lỗi đến cậu. Khánh Dung vội vàng nói, dáng vẻ hoảng hốt. Lâm Minh lắc đầu. Khánh Dung, bây giờ đã là thế kỷ 21, là thời đại công nghệ cao, chỗ nào cũng có camera giám sát. Tôi chỉ cần tùy tiện lá thế lấy được video công tôn đại hoàng ra vào nhà Khánh các ông.
ông thật sự muốn tôi mang hẳn chứng cứ ra để trước mặt ông thì ông mới chịu thừa nhận sao? Chủ tịch Lâm, nếu cậu có thể lấy được thì mang ra đây đi, ít nhất cũng để cho tôi biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì chứ. Khánh Dung nói vẻ bất cần. Ánh mắt Lâm Minh bỗng đanh lại, nhìn dáng vẻ của Khánh Dung thì chắc hẳn ông ta đã xử lý hết các camera dọc đường, cũng đã che giấu hành tung của công ty Hoàng. Thực ra cũng nhờ Mã Hải hành động đủ nhanh, nếu không ngay cả video công ty Đại Hoàng lên xe của nhà Khánh một suýt nữa đã bị xóa rồi. Các ông định chết cũng thừa nhận chứ gì? Lâm Minh hít sâu một hơi. Chủ tịch Lâm, tôi vẫn nói câu đó, chúng tôi làm sai chỗ nào thì xin cậu hãy chỉ ra, chúng tôi sẽ xin lỗi cậu ngay. Khánh Dung nói ra, nhưng Khánh Dung vừa dứt lời, Lâm Minh đã thắt một cái, xông tới trước mặt ông ta, một tay ấn vai ông ta rồi hơi dùng sức, bả vai Khánh Dung lập tức gãy liền. A! À! Ông ta gào lên thảm thiết, gia chủ, gia chủ. Người nhà Khánh cuống quýt kêu lên, chú Trinh Lâm, cậu làm cái gì vậy? Khánh Dung đau đớn nói, Khánh Dung, tôi cho nhà Khánh các ông cơ hội cuối cùng, nếu ông không nói cho tôi biết hành tung của công ty Đại Hoàng thì tôi sẽ giết cả nhà ông. Lâm Minh lạnh lùng nói, ánh mắt chứa đầy sát khí. Giết cả nhà sao? Người nhà Khánh đánh mắt lại nhìn Lâm Minh chằm chằm. Người ở phía sau lặng lẽ phất tay. Sau tường và sau cửa lập tức có không ít cao thủ nhà Khánh chạy tới. Tất cả bình tĩnh. Quản gia quay sang quát khẽ, chủ tịch Lâm không phải là người dễ chọc, anh ta có thể đánh cho công ty Đại Hoàng tan tác tả tơi. Nếu nhà Khánh chúng ta đối đầu với anh ta thì chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Nhưng quản gia, nếu chủ tịch Lâm ra tay với gia chủ thì chúng ta không sao, gia chủ tự có đối sách. Tất cả đều đổ dồn mắt sang nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, cậu muốn giết tôi sao? Khánh Dung cố nhịn đau nghĩ rằng nói, không phải muốn giết ông mà là giết cả nhà Khánh của các ông. Đương nhiên tiền đề là ông vẫn sống chết không chịu nói tông tích công tôn Đại Hoàng cho tôi biết. Lâm Minh mà không cảm xúc nữa ra, chủ tịch Lâm, tôi đã nói rồi, tôi không biết. Vậy thì đừng trách tôi. Lâm Minh hừ mũi, cung khắc khí mà định ra tay. Nếu giết Khánh Dung thì chắc nhà Khánh sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng đến lúc này Khánh Dung bỗng cuống quýt kêu lên, chú Trần Lâm, nếu cậu giết tôi thì chắc chắn dương hoa của cậu sẽ không còn tồn tại nữa, mà cậu cũng sẽ mất đi tất cả. Cậu thực sự muốn làm vậy sao? Lâm Minh nghe thấy thế liền nhíu mày, ý ông là sao? Chú Trần Lâm, từ lúc cậu và thôn Diệp Vương kết thù chuốc oán, cổ phái đã luôn nhăm nhe cướp tất cả mọi thứ của dương hoa thành phố mình, đồng thời tấn công dương hoa mãnh liệt. Nhưng tại sao đến bây giờ tòa nhà dương hoa vẫn còn? Tại sao rất nhiều sản nghiệp của dương hoa vẫn còn? Cậu chưa từng nghĩ tới lý do sao? Nếu là cậu thực sự cho rằng một Mã Hải kép riêu có thể đối phó được cổ phái khổng lồ sao? Sao nào? Chuyện này có sự tham dự của ông sao? Đương nhiên, nhà Khánh chúng tôi đã dốc hết toàn bộ sức mạnh gia tộc để bảo vệ dương hoa. Nhờ vậy mới ngăn cản được cổ phái, thôn tính sạch sẽ dương hoa. Chủ tịch Lâm, thì nhờ có rất nhiều sản nghiệp và vị trí quan trọng của dương hoa do nhà người giàu Khánh chúng tôi nắm giữ. Nếu nhà Khánh chúng tôi sụp đổ, thì dương hoa cũng sẽ sụp đổ. Nên là cậu muốn dương hoa bị hủy hoại trong tay mình hay sao? Khánh Dung nhìn Lâm Minh chậm chậm nói ra, sát mặt Lâm Minh lạnh thân. Anh không ngờ Khánh Dung còn có thủ đoạn như vậy. Nắm giữ sao? Cần gì phải nói đàng hoàng như vậy chứ? Chẳng phải là ông cũng dòm ngó dương hoa, không muốn trơ mắt nhìn cổ phải ăn sạch dương hoa, cậu muốn kiểm chắc một chút mà thôi. Lâm Minh lắc đầu. Chủ tịch Lâm, cậu muốn nói gì thì nói. Dù sao hiện giờ nhà Khánh và dương hoa đã dính liền với nhau, cậu với chúng tôi chính là tự bẻ gãy tay mình, mất nhiều hơn được. Chú Trần Lâm, mong cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Khánh Dung khàn giọng nói ra. Lâm Minh lắng làm gì ông ta không nói lời nào. Người nhỏ Khánh để mỉm cười đứng đó. Dương Hoa do thầy Lâm dốc hết bao tâm huyết gây dựng đêm. Nếu thầy Lâm vì Dương Hoa mà khai chiến với cổ phái thì đủ để chứng minh trong lòng thầy Lâm Dương Hoa quan trọng đến mức nào. Ông ta tin thầy Lâm sẽ không vì chuyện này mà khiến Dương Hoa sụp đổ. Khánh Dung ngẩng đầu lên cười, tuy bả vai đau thấu trời xanh nhưng trong lòng ông ta vô cùng đắc ý. Dù là cổ phái hay dương hoa thì giờ phút này đều nằm trong tay ông ta. E rằng không ai ngờ được hai hổ đấu nhau, người cười đến cuối cùng là lại người nhà Khánh. Nhưng đúng lúc người nhà Khánh đang dương dương đắc ý thì Lâm Minh bỗng lên tiếng. Dương Hoa, tôi chẳng thèm quan tâm. Anh vừa dứt lời, tất cả người nhà Khánh đều tắt nụ cười. Vẻ mặt Khánh Dung căng cứng. Chú Tân Lâm, cậu nói cái gì? Tôi chẳng thèm quan tâm dương hoa, mất thì mất thôi, tôi thành lập cái khác là được. Khánh Dung, nếu ông muốn dùng dương hoa để uy hiếp tôi thì ông nhầm rồi. Trong mắt tôi, dương hoa chỉ là một công cụ mà thôi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Khánh Dung ngây ra nhìn anh, sợ đã bật cười. Chủ tịch Lâm, chiều lấy lui làm tiếng này của cậu đúng là khéo léo. Cậu tưởng cậu ra phải phớt lờ dương hoa thì tôi sẽ bị cậu lừa sao?
ông không tin sao? Lâm Bình lấy điện thoại ra gọi cho Mã Hải, đồng thời bật ra ngoài. Chủ tịch Lâm có gì phân phó? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói Mã Hải. Ông nghe thôi là được. Lâm Bình nói một câu rồi nói với Khánh Dung. Ông nhận ra giọng nói có Mã Hải chứ? Chủ tịch Lâm, cậu muốn làm gì? Khánh Dung cảm thấy không đúng lắm, trán rịn mồ hôi, đánh giọng hỏi. Tôi tiêu diệt cổ phái không phải vì cổ phái nhòm ngó Dương Hoa có tôi, mà là vì cổ phái đã làm bị thương rất nhiều người mà họ không được động đến. Đây là điều mà tôi không thể tha thứ. Nếu ông nghĩ tôi chỉ vì chút tiền của Dương Hoa mà không đội trời chung với cổ phái thì âm nhầm to rồi. Lê Minh lại đừng nói. Khánh Dung khừng lại, miệng há ra không biết nên nói gì cho phải. Lê Minh lại nói, Khánh Dung, bây giờ tôi cho ông cơ hội cuối cùng, lập tức nói cho tôi biết công ty Hoàng đang ở đâu. Nếu ông nói, tôi sẽ coi như chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Nếu ông vẫn không chịu nói, vậy thì tôi chỉ có thể dùng cách riêng của tôi để giải quyết chuyện này. Khánh Dung thầm siết chặt nắm tay, nghĩ năng trèo trèo. Hiển nhiên ông ta đang rất rối rắm. Công ty Đại Hoàng chỉ cho ông ta một nửa truyền thừa cổ phái. Công ty Hoàng nói ra, nếu ông ta có thể che giấu hành tung của công ty Đại Hoàng trong 10 ngày thì sẽ giao lại cho ông ta một nửa còn lại. So với Dương Hoa, chắc chắn Khánh Dung khao khát có được truyền thừa cổ phái hơn. Nhưng Thanh Anh lại không phải là người dễ chọc. Nếu những lời anh nói là thật thì chẳng phải nhỏ Khánh sẽ tiêu đời sao? Ông ta ngập ngừng, vô cùng khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc này một tiếng quát vang lên. Chủ tịch Lâm, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết công tên Hoàng là ai, đang ở đâu. Dù anh ép họ đến đâu cũng vô ích mà thôi. Nếu anh thực sự muốn tiêu diệt nhỏ Khánh thì cứ việc, nhưng chắc là anh cũng biết rõ hậu quả. Tôi không tin anh sẽ vì một phút bốc đồng mà hủy hoại Dương Hoa. Lâm Minh lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một thanh niên mặc vest thẳng thớm. Thanh niên kia đeo kính, thoạt nhìn rất nho nhã, khuôn mặt có mấy phần tinh nhanh và khí chất trí thức. Anh là ai? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Con trai tôi Khánh Văn. Khánh Dung khàn giọng đáp lại. Vậy ông đồng ý với ý kiến của con trai mình sao? Con trai tôi là du học sinh của đại học Cambridge. Thông minh từ nhỏ, tầm nhìn rất xa, rất nhiều chuyện lớn nhỏ của nhà Khánh đều là nó quyết định thay tôi. Chuyện này tôi nghe theo nó. Khánh Dung khàn giọng nói, ông chắc chứ? Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ cậu vẫn nên lý trí một chút đi. Xem ra các ông vẫn còn tin tôi sẽ từ bỏ Dương Hoa để tiêu diệt các ông sao? Vậy được, nếu đã thế thì tôi sẽ cho các ông biết thái độ của tôi. Lâm Minh lạnh lùng đáp, rồi nói vào điện thoại. Mã Hải, ông nghe thấy hết rồi chứ? Nghe thấy rồi, chủ tịch Lâm. Giọng nói Mã Hải vang lên. Được, ông lập tức sắp xếp chuyển nhượng hết cổ phần của Dương Hoa đi. Được, chủ tịch Lâm, xin hỏi là chuyển nhượng cho ai? Nhà họ Khánh. Lâm Minh lạnh lùng đáp lại. Nhà họ Khánh xứng người chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Dương Hoa cho nhà họ Khánh sao? Vậy khách gì là giao lại Dương Hoa cho bọn họ? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Có nghĩa là Lâm Minh muốn chặn đứng mọi suy nghĩ của người nhà họ Khánh. Họ cho rằng anh vì Dương Hoa mà không dám động vào họ sao? Vậy thì anh tặng luôn Dương Hoa cho họ. Lúc này họ còn cho rằng anh xem trọng Dương Hoa nữa hay không? Người nhà Khánh kinh ngạc trước cách làm của Lâm Minh, bỏ trố tròn mắt nhìn anh. Khánh Dung tái mặt run rẩy. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức đi xử lý. Mãi nói xong bèn tắt máy. Lâm Minh buông tay ra, Khánh Dung ôm vai ngã ra đất. Nhưng lúc này ông ta còn không cảm nhận được cơn đau tới từ vai nữa, mà chỉ biết trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, cậu thật sự muốn ra đòn sát phạt như vậy sao? Tôi đã cho ông cơ hội cho nhà họ Khánh một con đường sống, nhưng các người đã từ chối. Điều này không thể trách tôi được, không thể trách người khác được. Là mình cho một đứa thuốc, nói giọng khàn đặc. Khánh Dung mặt cắt không hột máu. Người nhà Khánh cũng nhao nhao chạy tới đỡ ông ta dậy. Cha không sao chứ à? Ông chủ không sao chứ? Mau gọi bác sĩ điều trị vết thương cho ông chủ. Đã đồng bệnh rồi xử lý vết thương cho Khánh Dung. Thế nhưng lúc này ông ta nào còn tâm trạng để ý tới những điều đó. A Văn, mau đi xem mà Hải đã chuyển nhượng cổ phần của Dương Hoa cho chúng ta chưa? Khánh Dung vội vàng lên tiếng. Cha nói linh tinh gì vậy? Cha thật sự cho rằng chủ tịch Lâm sẽ làm như vậy sao? Anh ta coi trọng Dương Hoa thế nào mà bố còn không biết sao? Vì Dương Hoa mà anh ta sống chết với cả cổ phái cơ mà. Giờ sao có thể vì công tôn Đồ Hoàng mà giao lại Dương Hoa cho chúng ta được chứ? Cha cảm thấy anh ta sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy sao? Khánh Văn lắc đầu mỉm cười. Nhưng nếu là thật thì không có nếu thì đâu cha. Chủ tịch Lâm chẳng qua là ra vẻ vậy thôi, chúng ta đừng sợ, một lát nữa anh ta sẽ tự động thoái lui. Khánh Văn mỉm cười nói ra. Khánh Dung nghe thấy vậy thì tỏ ra do dự, cuối cùng ông ta đành gật đầu. Được rồi, cha nghe lời con, đợi chúng ta có được cổ phái trở nên mạnh hơn,
thì sẽ không sợ tên họ Lâm này nữa. Khánh Dung bặm môi hạ quyết tâm. Khánh Dung đứng dậy nhìn Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, sự việc đã tới nước này rồi thì tôi không còn gì để nói nữa. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, không nên quá kích động, vì như thế thì người hối hận sẽ chính là cậu đó. Vậy là các người vẫn không chịu nói đúng không? Thành Đại Lâm, nhà Khánh chúng tôi không phải là người dễ bị hù dọa đâu. Nói vậy thì có phải là tôi thể ra tay rồi hay không? Được, Thành Đại Lâm mời anh. Khánh Văn khẽ nhún vai, bộ dạng trông khá bất cần. Anh ta thấy là mình sẽ chẳng làm gì được nhà Khánh hết, trừ khi anh bị điên. Khi dịch nhà Khánh, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Hoa sẽ lâm vào tình thế khó khăn thì sẽ chẳng có lợi lạc gì. Anh ta như Thành Đại Lâm là người thông minh, biết phải làm thế nào cho đúng. Là mình không nói gì, chỉ lắng lặng nhìn Khánh Văn và bước tới. A Văn, Khánh Dung cảm thấy có gì đó không ổn, bèn kêu lên. Không sao đâu cha, chúng ta chỉ cần kiên định tới cùng thì chắc chắn Thành Đại Lâm sẽ từ bỏ. Giờ là lúc cần có ý chí mạnh mẽ, ai mà yếu đuối hơn thì người đó sẽ thua. Khánh Văn mỉm cười. Khánh Dung suy nghĩ một lúc rồi lẳng lặng gật đầu. Khánh Văn học tâm lý học ở đại học Kiến Kiều, đừng thấy anh ta trẻ tuổi mà nhầm. Về phương diện tâm lý thì anh ta có nhiều khi còn phân tích tốt hơn cả Khánh Dung nữa. Đến lúc này, người quản gia vội vàng chạy vào với sắc mặt trắng bệch. Ông ơi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Khánh Dung giật mình. Người quản gia vội vàng đưa điện thoại tới. Khánh Dung khựng người khi nhìn thấy số trên màn hình. Ông ta cứ dựng rồi gây máy. Alo, chủ tịch, vừa rồi có một nhóm người của Dương Hoa nói là muốn tiến hành thủ tục bàn giao. Hơn nữa, một lượng lớn cổ phần của Dương Hoa đã được chuyển vào cho chúng ta rồi. Rốt cục là chuyện gì vậy ạ? Người phụ trách ở đầu dây bên kia lên tiếng. Khánh Dung trố tròn mắt, ông ta vội gầm lên. Đừng có nhận, không được nhận, trả lại hết, mau đi. Dạ dạ dạ. Người ở đầu dây bên kia sợ hết hồn, vội tắt điện thoại. Người vào Khánh hoang mang. Cha, sao thế ạ? Khánh Văn châu mày. Thế nhưng Khánh Dung mặc kệ anh ta, chỉ vội vàng nhìn về phía Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi. Khánh Dung vội vàng kêu lên. Sau khi nhận được điện thoại, ông ta đã hiểu hoàn toàn về thái độ của Lâm Minh. Người này chẳng có gì phải kiêng dè cả, quyết tâm muốn giết chết công tên hoàng của cậu ta quá lớn. Khánh Dung vừa nói xong thì Lâm Minh đã xuất hiện lập tức ở bên cạnh Khánh Văn, siết cổ của anh ta và nhấc lên. À, anh! Khánh Văn chưa kịp nói gì thì một cơn đau mãnh liệt từ vai trỗi dậy. À! Anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết, đánh đông xung quanh nín thở. Vừa vàng quay qua nhìn thì thấy một cánh tay Khánh Văn đã gãy rồi rơi xuống đất. A Văn! Khánh Dung hai mắt đỏ ngầu kêu toáng lên. Tay của Khánh Văn đứt rồi, máu bắn ra thành cột. Cơn đau dữ dội làm khuôn mặt anh ta trở nên méo mó, đau tới mức anh ta như ngất đi được. Cậu chủ, chú Tịch Lâm, cậu làm gì vậy? Mau nhường tay lại. Đám đông cuốn cả lên, Khánh Dung điên cuồng lao tới. Thế nhưng khi ông ta tới gần thì đã bị Lâm Minh đạp cho một cái. Ầm! Khánh Dung văng ra đất, lăn mấy vòng mới dừng lại. Đợi đến khi được người khác đỡ dậy thì người ông ta đã lấm đem bụi đất. Ông chủ, ông còn sợ chứ? Người giàu Khánh thất kinh. Thả tôi ra, chú Tịch Lâm, anh cứu con với cha, cứu con. Khánh Văn bị Lâm Minh siết tới mức khó thở. Anh ta không ngừng giãy giụa và hét lên đầy đau đớn. Xong lên, cứu lấy cậu chủ. Người quản gia không chịu được nữa bèn phất tay ra hiệu cho các cao thủ nhà Khánh lao lên. Đừng! Khánh Dung kêu toáng lên. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Ra tay sao? Dựa vào đám nhà Khánh các người sao? Lâm Minh hừ giọng, đưa tay lên tấn công người lao lên đầu tiên. Ầm! Người này bị đấm xuyên qua ngực, nôn ra máu tươi, chết ngay tại chỗ. Lâm Minh không hề nương tay, anh tung chưởng giáng thẳng xuống đầu của người khác đang lao tới. Ầm! Đầu người này như một trái dưa hấu vỡ ra. A! À! Đám đông sợ hãi la hét. Ai còn tưởng như sắp phát điên, đây khác gì ác ma giết người không chớp mắt đâu chứ. Hai người nhà Khánh đã mất mạng như thế đó, quá tàn nhẫn. Nhà Khánh không phải là gia thế võ lâm gì nên chưa bao giờ được chứng kiến người nào có thủ đoạn tàn nhẫn như Lâm Minh. Mau dừng tay, tất cả mau dừng tay, các người không phải là đối thủ của chúng ta Lâm đâu. Khánh Dung màu vàng bò dậy đau đớn gào lên. Nhà Khánh đành lùi lại. Khánh Dung bước tới trước, quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, xin cậu hãy tha cho con trai tôi. Tôi cầu xin cậu. Khánh Dung, nhà Khánh chắc có lẽ đã nhận được tin tức của Dương Hoa rồi, đúng không? Các người sắp có cả Dương Hoa rồi đó. Lâm Minh nó bằng vẻ vô cảm. Không, chủ tịch Lâm, chúng tôi không cần Dương Hoa. Tôi chỉ cần con trai tôi bình an vô sự là được. Chủ tịch Lâm, chỉ cần cậu chỉ buông tha cho con trai tôi thì tôi sẽ nói cho cậu biết công tôn đại hoàng đang ở đâu. Ông ta ở đâu? Một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, đó là hòn đảo tư nhân của nhà Khánh chúng tôi. Khánh Dung vội vàng nói ra, mau phát tích người đưa tôi đi. Được, chú Tài Lâm. Khánh Dung vội vàng gật đầu rồi hét lên với người quản gia. Người quản gia lập tức chạy đi sắp xếp. Chú Tài Lâm
vài phút nữa có thể xuất phát được rồi. Khánh Dung cẩn thận tìm kiếm. Tốt lắm. Lâm Băng gật đầu rồi buông tay ra. Khánh Văn ngã ra đất, anh ta ôm lấy cổ, thở hổn hển và ho khù khù. Vết cổ hành lên đỏ, dấu đỏ rõ rệt. Con trai, con không sao chứ? Khánh Dung vội vàng chạy tới ôm lấy Khánh Văn. Cha, tay của con. Khánh Văn mặt cắt không ra hột máu, anh ta khóc thút thít. Chỉ là một cánh tay mà thôi, chỉ cần giữ được tính mạng thì chẳng có gì to tát hết. Khánh Dung an ủi. Khánh Văn lắng lặng gật đầu. Thế nhưng anh ta vẫn không cam tâm, vẫn xịt xùi. Đến lúc này một giọng nói vang lên. Ai nói là các người giữ được tính mạng thế? Dứt lời, Khánh Dung, Khánh Văn thất kinh, cá nhỏ Khánh bàng hoàng. Chú Trần Lâm, điều này không phải là tôi đã nói vị trí của công tôn đại hoàng cho cậu rồi sao? Lẽ nào cậu vẫn còn không hài lòng sao? Khánh Văn há miệng run rẩy hỏi. Vậy chuyện trước đó thì tính thế nào? Là mình nó bằng vẻ vô cảm. Khánh Dung, tôi đã cho ông cơ hội rồi mà ông không biết quý trọng, còn giáo biệt lừa gạt tôi. Ông cảm thấy tôi sẽ dễ dàng tha cho ông chắc? Chú Trần Lâm, trước đó là tôi có mắt như mù, là chúng tôi không tốt, xin cậu tha thứ cho chúng tôi xin cậu đó. Khánh Dương vội vàng quỳ xuống dập đầu trước Lâm Minh. Cứ nhìn cách mà Lâm Minh đối phó với cổ phái là biết, nhào Khánh này dám đối kháng với anh. Trước mặt cổ phái, nhào Khánh không khác gì hạt cát, vậy thì càng không cần phải nói tới thời Lâm nữa rồi. Tôi cũng phải là người vô tình, thế này đi, né tình nhào Khánh vì Dương Hoa nên tôi sẽ cho các người một cơ hội nữa. Lâm Minh lấy ra một đồng tiền đặt vào lòng bàn tay. Mặt chính thì tôi sẽ xử các người, mà mặt ngược lại thì tôi sẽ cho qua chuyện này thế nào? Hả? Khánh Dung bàng hoàng, dùng đồng xu để quyết định vận mệnh của nhà Khánh sao? Như vậy sao thì chấp nhận được chứ? Nhưng tới nước này rồi thì họ đâu còn lựa chọn nào khác. Khánh Dung cúi đầu run rẩy, ông ta không biết phải trả lời thế nào. Sao thế? Cách này không được sao? Nếu không được thì thôi vậy, tôi coi như ông bỏ cuộc. Lâm Minh đi nằm nói rồi cất đồng tiền xu đi. Từ từ đã, Khánh Dung vội vàng kêu lên. Lâm Minh nhìn ông ta, chủ tịch, hay là cứ vậy đi. Khánh Dung đau đớn nói. Người nhỏ Khánh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ai mà ngờ được, nhà Khánh đánh lung dẹp Bắc một thời, bây giờ vận mệnh lại phụ thuộc vào một đồng xu. Lâm Minh gật đầu, sau đó định tung đồng xu lên thì Khánh Văn đột nhiên hét lớn. Chủ tịch, cho chúng tôi một cơ hội nữa đi. Cơ hội sao? Lâm Minh nói. Ý của anh là gì? Cơ hội sao? Đương nhiên là mình không hiểu ý của Khánh Văn là gì. Không phải là tôi đang cho nhỏ Khánh cơ hội sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Chủ tịch Lâm, ý tôi không phải là cái này. Vậy ý của anh là gì? Chủ tịch Lâm, trên thực tế có một chuyện có lẽ anh không biết, nhưng tôi nghĩ tin này có lẽ sẽ giúp được anh. Nếu như anh đồng ý tha cho chúng tôi thì tôi sẽ nói tin tức này cho anh biết. Khánh Văn yếu ớt nói. Anh đang trả giá với tôi đấy hả? Chủ tịch Lâm đừng tức giận, tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn xin một con đường sống mà thôi. Khánh Văn vội vàng đứng dậy run rẩy đầy sợ hãi. Đường sống sao? Tôi đã cho các người mà các người không biết quý trọng sao? Tới nước này rồi lại bắt đầu xin một con đường sống sao? Các người không cảm thấy tôi cho quá nhiều cơ hội rồi sao? Chủ tịch Lâm, tôi đảm bảo sau khi biết tin này thì anh sẽ không hối hận. Hơn nữa, nhà Khánh chúng tôi nguyện từ bỏ tất cả, chỉ mong cho chúng tôi một con đường sống. Toàn bộ mọi thứ của nhà Khánh từ nay sẽ là của chủ tịch Lâm. Khánh Văn vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin. Không thể phủ nhận mặc dù Khánh Văn bình thường ngạo mạn, tự cao tự đại, nhưng đầu óc thì khá hiểu chuyện. Anh ta biết lúc này tính mạng là quan trọng nhất, có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần có thể giữ được mặt sống thì mọi thứ sẽ còn lấy lại được. Anh thử nói xem sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Khánh Văn há miệng định đòi Lâm Minh đồng ý trước, nhưng lúc này Khánh Dung lập tức thúc giục. A Văn, mau đi, còn chần chờ gì nữa, mau nói cho chủ tịch Lâm đi. Cha, điều này... Khánh Văn không hiểu lắm, nhưng thấy ánh mắt xót ruột của Khánh Dung thì anh ta cũng mơ hồ hiểu ra được gì đó. Nói về độ tin anh thì Khánh Dung cảm thấy không bằng con trai mình, nhưng nếu nói về khả năng tiến và lùi thì rõ ràng là anh ta không bằng Khánh Dung. Khánh Dung nhận ra Lâm Minh đã mất kiên nhẫn, hơn nữa nhà Khánh cũng không đủ tư cách ra điều kiện với Lâm Minh. Nếu Khánh Văn tiếp tục ra giá với Lâm Minh thì có lẽ kết cục sẽ là cả nhà Khánh bị tuyệt sát mất. Khánh Văn ý thức được điều đó, bèn nhìn Lâm Minh. Quả nhiên đôi mắt anh lúc này đã dấy lên sát ý. Thấy cảnh tượng đó, Khánh Văn vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, thực ra dù là cổ phái hay thôn Dược Vương thì phía sau đều có người châm ngòi cả. Thậm chí đến cả việc nhà Khánh chúng tôi xem vào chuyện này cũng là có người sai khiến. Có người sai khiến sao? Lâm Minh cau mày, là ai? Thân phận cụ thể của người đó thì tôi không biết, nhưng theo như tôi suy đoán, rất có thể là người gốc ẩn phái. Khánh Văn vội vàng nói.
ẩn phái sao? Lê Minh khẩn người